Sáng nay ngày 17 tháng 10, cán bộ công an phường Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trực tiếp đến nhà anh Nguyễn Thanh Hải gửi giấy mời đến Ủy ban Nhân dân phường vào sáng mai. Giấy mời do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa ký, với nội dung mời ông Nguyễn Thanh Hải có mặt vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 10 để dự công bố quyết định cho thôi không tham gia đội xung kích chống tội phạm trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương thống nhất, việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia câu lạc bộ là quyền cá nhân của anh. Công an thành phố Thủ Dầu Một, cấp ủy, chính quyền và công an phường Phú Hòa có bổn phận giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo pháp luật của pháp luật và quy chế đã đề ra. Ban giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho rằng cấp ủy, chính quyền, công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một chuẩn bị tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an toàn quốc gia trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đóng cống hiến mình để bảo đảm an toàn trật tự ở địa phương. Trước đó, anh Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin nghỉ tại câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa với lý do quy chế không phù hợp. Trước thông tin trên, dư luận địa phương rất bất ngờ. Người dân địa phương bày tỏ khái niệm cho rằng nên tạo điều kiện để hiệp sĩ Hải tiếp tục công tác. Thế nhưng, sự kỳ vọng của người dân đã không còn khi Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa đã có quyết định chính thức để anh Hải nghỉ việc.